Nhớ về sớm ăn cơm đấy. Con biết rồi, má yên tâm, cứ tin ở con. Chị Thơ, sao chị đọc sách sách dữ vậy? À, tối hôm qua chị đọc chuyện đi ngủ ngủ quên đè gãy cái kính à. Chị đọc sách trong bóng tối đi đúng không? Chán chị thiệt, có đã cận rồi không biết rút kinh nghiệm nữa. Hey, đi chơi tạt lon đi mày đứa. Đi. Thôi, bạn nghĩ là mình nhìn thấy cái lon đó hả? Vậy thôi mình chơi dưới dây ha. Em cũng nghĩ là chị nhìn thấy được cái dây á. Thôi chán quá, cái gì không chơi được hết trơn á. Thì thôi, hôm nay mình giải tán sớm luôn đi. Được rồi, vậy thôi, tán chết rồi. Thôi, thôi. Cái kẹp tóc này có phải của cậu không? À, đúng rồi. Sao bạn lại có được nó? Tớ lượm đấy. Sao bạn lại biết tên mình là Thơ? À, mình mới chuyển trường đến. Tớ để ý cậu lâu rồi. À, khi nào Thơ rảnh ấy, tớ với cậu đi uống nước được không? I can breathe. Thơ, hôm nào rảnh, tớ với cậu đi uống nước được không? I can see. Rồi chị, em hỏi sao bữa giờ chị bỏ nhóm mình đi giờ mới thấy mặt là sao? Chị đi chơi với người yêu của chị đấy. Hả? Chị Thơ cũng có người yêu nữa? Có người yêu hả? Là ai? Là Nam, bạn mới chuyển đến trường mình. Mà hôm bữa chị có kể cho mọi người là chị bị rớt cái kẹp tóc này này. Bạn ấy đã nhặt giúp đó. Đúng là tình yêu định mệnh. Thiệt á chị, anh Nam xấu lắm luôn, chị không thích được. Không gì mà không, tình yêu á là không có quan trọng nhan sắc đâu, chẳng qua là tấm lòng mình trao cho nhau như thế nào thôi. Trong mắt của chị, Nam là một người tuyệt vời. Em nghe nói cái anh Nam gì đó còn bị hôi nách nữa. Cái gì? Nhưng mà cũng không sao, đối với chị á thì cái mùi đó là cái mùi thơm. Mà tớ còn nghe nói Nam ở dơ lắm, cả tuần không tắm. Cái gì? Cậu coi lại cậu đi, có hơn thì Nam không? Có một hai bộ đồ mặc hoài. Tại vì tớ thích mấy cái bộ đồ này thôi. Ở nhà tớ có hẳn 10 bộ như thế cơ. Mọi người đừng có nói xấu người yêu tớ nữa. Nếu mà tớ còn nghe một lời nào nữa thì nhóm của chúng ta tan rã đi. This is my love for you. This is my love for you. Nam tặng cho Thơ cái kính này. Cảm ơn Nam. Ai đây? Nam đây. Nam ơi, Nam. Nam ơi. Nam ơi. Nam đâu rồi? Nam ơi. Thơ, Nam, người yêu của Thơ đây. Trời ơi, giỡn hỏi nha. Đang kiếm Nam à? Nam ơi, người yêu tôi đẹp trai lắm, đâu có giống như mấy người. Nam. Thơ, đây là kỷ vật Thơ tặng cho Nam nè. Thơ tặng cho Nam, Thơ không nhớ à? Có chuyện gì vậy? Chia tay đi. Thơ bảo nhân sắc không quan trọng cơ mà. Thì đúng là nhân sắc không quan trọng. Thế thì tại sao lại chia tay chứ?
có người yêu mới rồi. Đi thương người yêu mới. Đồ phản bội. Tự nhiên đi hóng hớt mà lại hốt được cú chót. Hên mà nhờ có cậu mới giải cứu được giúp tớ lần này đó. Thế sao cậu bảo là cái gì ta? Hôi nách với lại ở dơ không thành vấn đề mà. Thì đúng là nó không thành vấn đề nếu như nó có nhan sắc. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Đúng, quan trọng và rất chi là quan trọng. Sáu, bảy, tám, chín. Tao sốt dẻo mọi người. Em coi tao sốt dẻo. Đúng là làm gì có cái tin sốt dẻo, toàn là tin vịt. Sao mà không tin em? Hứa luôn, đợt này chắc chắn tin này 100% là sự thật. Dạ, tin này có liên quan tên Bảo á. Cái gì mà liên quan đến anh? Anh có biết chị Trang Di lớp 12 năm không? Chị biết. Chị thích anh á. Sao em biết? Gì ghê vậy? Thì chị nhờ em gửi tận tay Bảo lá thư tình của chị. Bảo, mình tên là Trang Nhi. Mình thích bà Bảo từ lâu lắm luôn rồi đó. Mình thấy bà Bảo rất là đẹp trai luôn. Da bà Bảo thì trắng như là tuyết vậy nè. Còn môi của bà Bảo thì đỏ như là son nữa. Mà tóc bà Bảo hả thì trắng như là gỗ mưa luôn. Mình rất là thích bà Bảo, cho nên mình mong bà Bảo sẽ chấp nhận tấm lòng nhỏ và chân thành này của mình. Em đọc trộm thư của anh. Thư tới tay em thì em phải đọc. Nhưng mà em đâu có đọc trộm đâu. Em đọc công khai mà. Cũng không sao. Chị nghe được để may mắn mà chị có cờ đất thì chị sẽ biết tư tỏ tình cho cờ đất y chang như vậy. Trang Di là ai? Anh đâu có biết Trang Di đâu. Cái gì? Trang Di mà cậu cũng không biết nữa. Trang Di là đại ca trùng trường chị luôn đó. Không chỉ nữ mà là nam luôn. Đặc biệt anh của Trang Di á, tên là Hùng. Anh Hùng Hổ đó là trùng luôn đó. À, cái anh Hùng Hổ là đại ca của mấy đứa trong lớp em này đúng không? Trời ơi, trùng của cái huyện này luôn, không ai qua mặt được. Ghê đó. Nhưng mà tớ không thích Trang Di. Với lại tớ có crush rồi. Hả? Chuyện riêng tư hỏi làm cái gì? Mà crush của anh đó, có biết là anh thích người ta chưa? Tỏ tình chưa? Thì tớ chưa thổ lộ đâu. Trời ơi, mày thích cần thổ lộ đi. Thích luôn Trang Di đi. Nghe mẹ, nghe mẹ, nghe mẹ, nghe mẹ, nghe mẹ, nghe mẹ là lớn. Anh Bảo thì tốt, Trang Di thì xinh. Hai người đồng tình, gia đình đồng ý. Xin chữ ký người ta không cho. Hai người hết to. Không cho thì tôi vẫn lấy. Đừng có treo nữa được không? Nhưng mà tại sao không thích Trang Di? Thích Trang Di. Với lại người gì đâu nghe ra phả thôi là đã thấy thô lỗ, cục cằn, khó tính rồi đanh đá, khó chịu rồi. Nói chung là không thích là không thích. Đừng có gán ghép lung tung á. Cái gì? Cậu lấy cái quyền gì mà không có thích tớ? Tớ thích cậu là may mắn lắm cho cậu rồi đó. Nhưng cái gì? Ngày mai tớ với cậu sẽ gặp nhau ở quán nước đối diện cổng trường. Lúc đấy hãy nói cho tớ biết là cậu có thích tớ hay không. Ngày mai tớ đi cùng anh hai tớ đó. Mà mọi người biết anh hai mình đúng không? Mà sao căn cứ của mình tự nhiên Trang Di lại biết vậy? Em chỉ... Trời ơi, em giết anh rồi. Cậu vào đi, không bị đánh đâu. Nhưng mà tôi lo lắm. Lo gì mà lo, có ai đi đánh con gái bao giờ đâu. Hèn lắm. Hay là cậu vào với tớ đi.
Được rồi, đi thì đi. Trang Di, tụi mình tới rồi. Bà vào đâu? Anh bảo cái gì Trang Di như thế nào rồi chị Thơ? Mấy đứa yên tâm, chị đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. À, chị Trang Di bây giờ không có yêu anh Bảo nữa. Ồ, chị giỏi thiệt cơ. Chị mà, làm đâu ở đấy. Cái gì khó đưa vào tay chị sẽ ổn thỏa. Đúng rồi chị Thơ mà. Đánh như bị sao? Mà ai đánh? Thì anh Hùng Hổ đánh. Tại sao lại đánh? Tại vì anh ấy nói là tớ lừa dối tình cảm của anh ấy. Thơ, Thơ, Thơ! Đi đâu vậy? Mình đi học nhóm. Hai bạn uống nước hả? Thơ uống nước đi Thơ. Ừ, ngồi cho vui. À, vậy thì mình ngồi một xíu ha. Các bạn tới đây lâu chưa? Tụi mình tới đây cũng lâu rồi. Thôi uống nước đi, thôi gọi nước đi, tụi mình mời. Ồ, bác hả bác? Thôi, tự nhiên mày mắc vệ sinh quá à. Mà lời vô một mình nữa. À, vậy để tôi đi cùng cho. À, thôi, bà mới vào thì bà ngồi đây đi. Để mình đi với bạn ấy cho. Ờ, à, vậy thì đi nhanh mày nhanh nha. Cho con một ly trà sữa nướng lo than miêu nha cô. Ơi, cô liền. Dạ. Đi vệ sinh mà cũng mang theo nước nữa. Con cảm ơn cô. Hèn ghê, tự nhiên đi ngang qua được mời nước. Nè nè, con tính tiền đi. Dạ, con đi ra nhà vệ sinh tìm bạn của con đó cô. Không hiểu sao bạn của con đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa về nữa. Tụi bạn con về từ 10 đại dương nào rồi? Không có, lúc nãy bạn con đi vệ sinh thật mà cô còn bảo là về liền. Con lo lắng quá. Bây giờ con tính đi vệ sinh á, để chuồn đi giống như mấy đứa bạn con phải không? Làm gì có cô, sao cô đang yêu vậy? Con đi rồi con gọi bạn con là tính tiền cho cô liền. Thì thôi bây giờ con tính tiền đây rồi con muốn đi đâu thì đi. Dạ thôi được. Của con hết nhiêu hả con? 100 ngàn. Cái gì mà 100 ngàn? Con có một con mỗi một ly trà sữa thôi mà con. Hai bạn con nữa. Tổng cộng cái bàn này á là 100 ngàn. Con chỉ có 20 ngàn cho ly trà sữa của con thôi. Tính lương lẹo hả? Số điện thoại của ba mẹ đâu? Ba con thì mất rồi, còn mẹ của con thì không có. Vậy bây giờ mày tính ăn quỵt của tao? Chẳng lẽ mày là trẻ mồ côi hả? Không phải nha cô, con đâu có phải trẻ mồ côi. Con không có mẹ nhưng mà con có má đàng hoàng nữa. Vậy đưa số điện thoại của má đây. Oh no. Thôi mà cô, má con dữ quá, má con mà biết được má con la con chết mất. Con năn nỉ cô. À đúng rồi, lúc nãy á, con
con thấy cô dán bảng tìm người làm ở ngoài cái kia, hay là cô cho con phụ đi, rồi trừ tiền nước cũng được mà cô, có 100.000 cũng phụ được rồi mà cô. Hay là cô cái gì vậy? Cô ơi cô, bể hết ly ở trong đó luôn rồi. Mà ghê á, phiền phức quá. Đưa xin điện thoại ba mẹ đây. Cô ơi cô đừng gọi cho má con, má con dữ lắm. Má con đánh con mất. Để con làm việc khác nha cô. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè trời. Anh là đồ tồi. Anh yêu tôi mà anh còn yêu thêm 10 con khác nữa. Cái gì? Yêu một lúc 10 con? Trời ơi, người ta yêu 2-3 con là ghê gớm lắm rồi. Mình đang yêu một lúc 10 con. Không thể nào chấp nhận được. Vậy rốt cuộc anh có yêu tôi không? Yêu gì nữa, thế mà cũng hỏi. Người ta yêu một lúc 10 người thì thời gian đâu người ta dành cho mình. Sao anh im luôn vậy? Anh nói gì đi chứ. Sao mà nói được gì, trời ơi, có còn yêu đương gì nữa đâu. Nước này á, chỉ có tát nước vào mặt có khi mới chịu nói. Này thì không nói nè. Vẫn không chịu nói nữa, có khi tát thêm ly nước nữa mới tỉnh. Nói không? Đó, thấy chưa, vẫn còn im. Tát nữa, càng nước thì bay ra mới chịu nói. Nói không? Má, cô không biết được má con đâu. Má con còn dữ hơn cả cô nữa. Cô mà gọi cho má con mà con tít con sưng đít mất. À, con có thân thiết với một người này hay là con gọi cho người đó nhỉ? Người nào cũng được, kêu tới đây trả tiền gấp cho tôi. Dạ. Chú ơi, sao bữa giờ con không thấy chú nhắc đến vợ con chú? Con chú không có, vợ chú mất rồi. Hên ghê luôn á chú. Ba con cũng mất rồi. Ý con á, không phải là ba con mất với vợ chú mất mà hên, mà là bây giờ chú lấy má con đi, xong rồi chú vừa có vợ vừa có con, vui. Yeah. Nhà mình lúc đó ba người vui lắm á chú. Thôi ăn cơm đi vui hơn con nha. À, dạ. Ờ, chào chú. Ờ, chào chị. À, thưa má mới đi làm về. Lúc này con mời chú ăn cơm là thế nói lại làm gì sai hả chú? À, làm gì có gì sai đâu. Có chị có. Hôm nay tôi qua đây chú. Chú, chú ăn con tôm này đi chú. À, chú hết muốn ăn cơm rồi. À, tôi qua đây tôi nói với chị là con của chị. Chú ơi, trời đánh còn tránh bữa ăn, huống hồ là má con đúng không chú? Con để cho chú nói, con làm gì sai thế? Thôi được rồi, tôi ăn hết chén cơm rồi tôi nói chuyện với chị. Ăn hết chén nó đi, rồi chú nói chuyện nha chú. À, nếu như á mà tôi còn thiếu á thì để con nấu thêm cho chú nha. Con nấu ăn ngon lắm á chú. Chú ăn đi. Ôi trời ơi, mày làm cái gì thế? Okay. Chú ăn đi nha chú nha. Chú ăn hết rồi hãy nói nha chú. Nếu mà cần nữa thì con vào bếp con nấu thêm cho chú nha. Chú ăn đi chú. Đũa đi chú. Từ giờ má không cho con ra ngoài chơi nữa nghe chưa? À, tự nhiên má kéo con đi đâu mà chiều nay còn có hẹn với bạn. Không hẹn hò gì sách đi bác sĩ. À, con bị bệnh gì đâu mà đi bác sĩ. Bệnh nặng lắm rồi. Tự nhiên bắt con bị bệnh. Không nói nhiều. Bây giờ con giới thiệu bản thân của con cho bác nha. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Hồng Thơ, sinh ngày 1/11. Năm nay con học lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Con đợi bác một tí xíu. Một tí xíu thôi. Mà lát hồi á, có bệnh nhân đến trả kết quả xét nghiệm á, thì con cứ nói bệnh nhân ăn gì cũng được nha con. Ăn gì là ăn là sao hả bác? Đã xét nghiệm máu xong rồi á, thì ăn gì cũng được hết. Mà bác đi một tí xíu bác quay lại, nhanh thôi. Tim mình đập
Sao không? Bệnh nhân có đến trả kết quả không? Dạ có. Nhưng mà khóc bù lu bù loa, khóc dữ lắm luôn đó bác. Nói với con là ung thư rồi là không chữa được này kia, rồi bỏ đi rồi. Là sao? Con có trả lời đúng ý của bác không? Dạ thì... Bác sĩ coi kết quả cho mình. Dạ. Đúng là kết quả xét nghiệm rồi này bác. Thôi, bác đi ăn thì ăn đi. Vậy là sao? Thì coi như xong rồi đó. Bác giờ thích ăn gì thì ăn, đừng có kiêng khem gì nữa nha. Thì xong rồi đó hả? Dạ, xong rồi. Vậy là ung thư giai đoạn cuối rồi. Còn bao lâu nữa bác? Dạ, nhanh thôi, không lâu nữa đâu ạ. Không lâu ạ. Thôi ơi, vợ ơi, con ơi. Vợ ơi, con ơi. Vợ ơi, con ơi. Ủa, ai trả kết quả xét nghiệm cũng như vậy à ta? Trời, cô nói vậy là chết bác rồi. Là sao ta? Rõ ràng là mình đã làm y chang rồi bác dặn rồi nhỉ. Con ơi là con, đi khám thần kinh mà mày báo luôn bác sĩ à con? Trường em hỏi là bạo lực học đường đánh nhau quá trời luôn. Ơi, bao nhiêu đứa mà quá trời. Cả trường luôn. Có cả trường đi đánh nhau luôn. Đáng sợ. Rồi thầy cô đâu? Thầy cô đánh nhau làm gì nữa? Thầy cô cũng đi đánh nhau nữa. Đúng rồi. Có sao? Em nói thiệt. Mà em dự đoán nha, là mai mốt là trường em là đánh nhau với trường khác luôn. Tôi cũng có dự đoán nè. Cái gì? Mốt là cậu bị quýnh luôn á. Đúng rồi. Trời ơi, thầy bị quýnh. Đúng rồi, chúng mình nữa. Thầy có nghe tiếng gì không? Tiếng anh ho chứ tiếng gì? Không có phải tiếng đó. Hình như có tiếng gì đó thì phải. Nín đó mà. À, chắc là tiếng mèo hoang kêu á. Trong bộ rằm mình chắc nhiều mèo lắm. Mèo, 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 mèo. Im coi, im coi, im coi. Tất cả mọi người im lặng để mình nghe xem là cái tiếng gì nè. Chứ mọi người ồn ào làm sao mà mình nghe được cái tiếng đó được. Nó không phải là tiếng ho của cậu, cũng không phải là tiếng mèo kêu, càng không phải là tiếng của Cát Vy. Đúng. Nó không phải là tiếng chim, cũng không phải là tiếng gió, đặc biệt không phải là tiếng sóng biển. Đó, bây giờ không phải tiếng mèo, vậy là nó là tiếng con gì đây ta? Con thơ. Bây giờ mình cậu nói không à? Vậy mà bảo mọi người im lặng. Thì mình bảo mọi người im lặng nhưng mình đâu có nói mình im. Mọi người im thì mình mới nói được chứ. Em bé đang khóc này. Em bé, sao em lại đứng đây khóc? Có chuyện gì nói cho chị nghe đi, đừng khóc nữa. Mà thôi bé, kể cho chị nghe đi. Với lại em nhớ là kể từng ly, từng tí, từng chi tiết một cho cô chị luôn. Đừng có kể sót chữ nha. Thà em kể dư chứ đừng kể thiếu, để chị còn đi tám chuyện người khác nữa nha. Thôi đi. Nhìn em bé đang khóc như thế này thì chắc chắn là đang bị bắt cóc rồi đúng không em? Trời ơi, cái gì anh bảo? Người ta còn đứng trình tình đây nè, sao bảo bắt cóc được? Bắt cóc á là người ta phải đem đi nhốt một cái chỗ nào đó mới gọi là bắt cóc. Còn đây là đang khóc cho niềm tự hào, niềm hạnh phúc. Em mới được điểm 10 đúng không? Thôi mọi người ơi, bớt đi một chút cho em kể đi nào. Em có chuyện gì vậy? Dạ mấy anh đại ca lấy tiền đóng học của em rồi. Thấy chưa? Hồi nãy em mới kể mọi người sao? Bạo lực học đường ở trường em. Thấy chưa nhân chứng này nè. Cuối cùng thì lần đầu tiên trong cuộc đời em được nói thật rồi mọi người ơi. Nhưng mà mấy anh đó không phải cùng trường với em. Vậy là em vẫn chưa được nói thiệt đâu đó Cát Vy. Dạ bỏ qua đi chị. Dạ để lần sau nha. Vậy thì em cứ kể cho tụi chị nghe đi. Ai bắt nạt em nói cho chị, rồi chị đi đòi lại công bằng cho. Mày đâu kìa, đứng lại. Có phải lúc nãy mày đưa lấy tiền của em không? Rồi sao? Còn sao nữa? Mau trả tiền cho em đi. Ôi, con sợ quá. Tiền rồi. Sợ quá. Người ta sợ rồi. Tha đi. Đã lấy được tiền đâu tha. Nhưng mà người ta biết sợ rồi mà. Sợ mấy người gọng găng á, nó nhiều quá. Trời ơi, láo. Mấy đứa có biết anh chị học lớp mấy không? Mới nhỏ xíu mà học làm đầu gấu đầu chó đấy hả? Nhìn có ai bự hơn?
nó lớn hơn đó. Thì sao? Được rồi, hôm nay tụi chị sẽ dạy cho tụi em một bài học. Ấy, ông à, tôi nói cho bà biết, cô tôi dạy tôi còn cúp nữa, bà lại gì bà dạy tôi? Ôi, hỗn hào, hỗn ghê. Không có nói nhiều, ngon nhào vô. Nhào vô. Nhào vô kìa. Ờ, nhào vô kìa, kìa đi hết rồi. Uống đi trong không? Được rồi, đừng trách chị mạnh tay. Thật chán, không hiểu hai người sao luôn á. Anh bảo gì anh có còn là đàn ông con trai đó không vậy? Tiên để chị thương mình thương gái đó, đối mặt với ba đứa kia, rồi chuyện gì xảy ra? Ủa, ai biết đâu, tự nhiên thấy anh bảo chạy nè, cái tôi bị liệu rồi, phản xạ của con người, người ta chạy theo cái gì đâu. Ờ, không phải là em chạy trước xong rồi em kéo tay anh theo à? Ủa, anh chạy trước mà. Thôi, bây giờ đi cứu chị Thơ đi, đồng lòng, đi cứu. Đi. Sao đây? Sao em ở đây? Sao vô đây được? Em thấy mình chị chạy nên là em chạy theo. Thôi bây giờ tụi mình đi về, cứu chị Thơ nha. Đi. Không phải tụi tôi nha, đại Thơ ấy đó. Thơ làm cái gì đại Thơ tôi nha. Thơ làm cho tụi tôi. Không làm nha. Thôi, ồn ào ấy. Khoanh tay mà. Cậu làm thế nào mà hay vậy? Thì chú công an phường dạy võ cho tớ. Sao cậu không đợi tớ ra giúp một tay? Mà với mấy đứa này tớ chỉ cần một ngón thôi. Chém gió quá. Này, không đưa tiền trả cho em đi. Từ nay chừa cái thói giang hồ giang báo đi nghe chưa? Lớn tướng này không lo đi làm việc có ích cho xã hội, đi làm giang hồ. Chị Thơ. Đây. Không ấy, chị giúp tôi em được. Việc gì? Dạ, cái tiền mà em chứng lột của nhỏ này nè là để em cống cho anh Đại. Em mà không cống cho anh quýnh của em. Chị coi nè. Trời, hóa ra là giang hồ có tổ chức. Được rồi, để đấy cho chị. Từ giờ anh còn bắt nạt người khác được không? Dạ không. Anh còn thu phí bảo kê nữa không? Dạ không. Còn không mau xin lỗi tụi nhỏ đi. Anh xin lỗi mấy đứa. Nếu như em mà còn thấy anh đi bắt nạt người khác là chết với em. Dạ. Rồi còn mấy đứa, nếu như ra ngoài đường thấy ai bắt nạt kẻ yếu thì đem vào đây giao nộp cho chị. Chị xử lý nghe chưa? Dạ. Tụi em mới bắt được người ăn hiếp người khác đó chị Thơ. Ăn hiếp như thế nào? Dạ, nó bắt tụi nhỏ mặt vô tường á. Được rồi, mang vào đây cho chị xử lý. Dạ. Ủa, sao trùng mặt nó vậy? Dạ, võ công của nó cao cường lắm á. Em không chùm lại, nó thấy đường sao? Mở ra đi, có chị ở đây rồi mà. Bây giờ đến cả chú công an mày cũng dám bắt hả Thơ? Không phải là con bắt. Vấn đề ở đây là chú hay dạy con á, ra ngoài đường thấy kẻ yếu bị bắt nạt thì phải biết bảo vệ. Thế là tụi con đã thành lập một nhóm anh hùng ở trong xóm để chuyên đi bảo vệ những kẻ yếu đó. Xong rồi vô tình các bạn ấy thấy chú bắt nạt mấy đứa trẻ con khác thì các bạn của con mới bắt chú đưa về. Chị, tụi nhỏ nó không bắt tôi bình thường đâu chị. Nó chói tôi lại. Đây, hai lần luôn. Đây đó, nó cột như vậy đó, rồi nó bịt mặt tôi lại. Chị thấy giận không? Giận không? Tại vì con với đám bạn của con ấy phá làng phá xóm cho nên chú mới bắt, chứ không phải là bắt nạt, hiểu chưa? Vào lấy vỏ mít ra đây, quỳ. Chú năn nỉ má con cho con đi chú. Nè con, riêng cái chuyện này á, con tự gây ra thì con tự cứu đi. Mày là Hoa Chị Đại đúng không? Mấy cái đứa đáng ghét đó, lần sau biết tay với mình. Ủa? Bị sao đấy? Má! Làm sao thế nào? Sao thế? Đừng có đâu.
có mặt của con, con bị bạn đánh à. Bạn nào đánh? Làm sao mà đánh? Lúc nãy con chẳng làm sao với nó à. Lúc nãy con đang đi ở ngoài đường này, tự nhiên có ba đứa mập như con voi to gấp hai lần con chặn được, sau đó lại đánh con á mà. Ôi dồi ôi, thế gặp lũ con đồ rồi. Thế nó đánh như thế nào mà lại... Thử nó á, cái đứa kia cầm vào tóc của con, sau đó giật bùng bùng bùng. Còn có đứa khác ấy, nó cầm tay con này, nó vẽ rắc rắc. Không có một đứa khác lại bắt lấy cái chân của con kéo cái bọc. Ủa, thế đứng yên cho nó đánh à, không biết tự vệ à? Người ta có câu là ba đánh một không chuẩn cũng què. Cho nên là con cũng chỉ đụng nhẹ vào cái mặt của một đứa, lại đụng nhẹ vào cái tay của một đứa, đụng nhẹ vào cái chân của một đứa quay lại thôi mà. Ôi giời ơi, nó đánh cho tan nát bầm dập như thế này mà chỉ đụng nhẹ thôi à. Thế nhà nó ở đâu? Nhà nó ở đâu? Để làm gì hả má? Để má qua bên nó má làm cho một trận. Không được, nhà nó côn đồ rất nổi tiếng. Ở huyện này là côn đồ mà không cần qua đâu thật luôn đó. Má phải qua làm việc với phụ huynh cho nó đâu ra đó đàng hoàng. Không có thể để con cái ra ngoài đường mà đánh con người ta như thế này được. Chuyện trẻ con đó không qua. Trẻ con thì phải để người lớn giải quyết hết. Đi sang nhà nó giữ lắm. Không. Chuyện trẻ con nhưng mà... Nó không giữ lại má đâu. Đi. Đi nhanh. Đi sang đây. Đi vào đây. Đi vào đây thôi cái gì. Đứng đây. Chủ nhà đâu rồi? Chủ nhà đâu rồi? Chị ra đây. Chị ra đây tôi nói chuyện với chị. Dạ có chuyện gì không chị? Có thì tôi mới sang. Đây này, chị nhìn mặt con tôi đi. Đấy, chị thấy không? Thế này là thế nào? Dạ thôi chuyện mấy đứa nhỏ thôi không sao đâu chị. Chị cứ về đi. Ô, thế này mà không có gì à? Thế này mà chuyện nhỏ à? Ba đứa con chị đánh con tôi ra như thế này, mày chỉ bảo chuyện nhỏ là được à? Hả? Con tôi là nâng như trứng, hứng như hoa nhá. Nhưng mà... Cái mặt nó là tôi chưa bao giờ đụng tới. Cùng lắm là chỉ cho nó quỳ vỏ mít thôi. Chứ cái roi tôi cũng chưa quất nó roi nào. Mà bây giờ con chị đánh con tôi ra như thế này hả? Chị nhìn đi, bầm dập như thế này à. Này, con nhìn cái mặt đi nhá. Mặt mẹ như thế này là biết mặt con nó như thế nào rồi. Trong giang hồ chợ búa như thế kia. Tôi nói cho chị biết, đẻ con ra là phải nuôi, phải dạy cho đàng hoàng nhá. Chứ không phải là để cho nó ăn bám rồi đi ra ngoài đường phá làng phá xóm đánh con người ta như thế này. Nó sau này nó sẽ thành gánh nặng của xã hội đấy chị biết chưa. Con chị không dạy được ấy là chị kêu nó ra đây tôi dạy cho. Ba đứa nhỏ đâu, ra đây với mẹ nè. Chị nhìn nè. Ủa? Con tôi nè. Thì cũng bằng như này thôi mà. Con ơi ra đây con. Chị nhìn đi. Con chị nó đánh con em thế này nè. Mày đánh nó kỹ tại dạ. Chị quăng ức lắm hả? Út ơi ra đây con. Đứa kia nó bị gì? Chị nhìn đi. Một mình con chị nó đánh ba đứa con tôi ra thế này nè. Chị còn oan ức gì nữa? Con chị làm đó. À, má ơi con đau bụng quá. Mình về đi con. À đau bụng quá. Chào con gái. Con chào chú, mà sao chú biết con? Trước lạ sẽ quen mà con. Uống sữa không? Chú chặn con nè. Wow, chú cho con sữa luôn à? Tại sao chú lại cho con? Tại chú thấy con xinh đẹp, sữa này tốt lắm đó. Mỗi lần chú bán hàng mệt á, là chú uống nó không á. Chú bán hàng à? Đúng rồi. Chú bán gì thế? Con xem không? Tới đây, tới đây chú cho con xem nè. Chú bán nhiều hàng lắm. Đây. Này chú bán à? À, có nghĩa là nếu như con bán được hàng thì con sẽ được hoa hồng. Con giới thiệu người khác bán hàng, xong rồi người ta bán được hàng, con lại được hoa hồng nữa. Ngoài ra con còn được thăng chức nữa đúng không chú? Đúng rồi con. Vậy là bây giờ con sẽ về rủ bạn con ra đây mua hết hàng của chú luôn.
để con được nhiều tiền hoa hồng. Ừ. Chú đợi con nha. Vậy là tụi mình đã dành toàn bộ số tiền đập heo để mua chỗ hàng này. Bọn mình đúng là những người biết nắm bắt cơ hội. À, hay là mình rủ thêm mấy bạn khác đi để mình được thăng chức trong công ty đa cấp. Ok. Ok. Với số tiền là 100 ngàn các bạn bỏ ra ngày hôm nay thì ngày mai các bạn có thể kiếm được gấp 2 lần, gấp 3 lần hoặc là nhiều hơn số đó nữa. Tôi đã từng quen những người mà họ kiếm được doanh số lên đến 1 tỷ một năm. À không, phải là 1 tỷ một ngày mới đúng. Chắc hẳn là các bạn vẫn chưa tin đúng nào. Nhưng đó là sự thật. Cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta để một ngày nào đó chúng ta báo hiếu cha mẹ. Vậy mà các bạn không chịu báo hiếu, các bạn tối ngày chỉ lo ăn rồi lo học thôi. Chắc hẳn là trong đầu của các bạn bây giờ đang nghĩ được, tuổi nhỏ thì ngoài ăn học ra thì làm gì đúng không nào? Nhưng các bạn sai lầm rồi, có biết bao nhiêu người như các bạn tối ngày chỉ ăn, chỉ học, trong tương lai những người đó họ cũng đi kiếm tiền. Nếu như các bạn đi sau những bạn đó thì bao giờ các bạn mới kiếm được thật nhiều tiền đúng không? Một ngày nào đó khi các bạn trở thành những ngôi sao kinh doanh hàng đầu thế giới, tôi sẽ rất tự hào để nói với mọi người rằng tôi đã từng được gặp các bạn. Các bạn đã sẵn sàng làm giàu chưa? Làm giàu! Làm giàu! Làm giàu! Làm giàu! Làm giàu! Sẵn sàng báo hiếu cho mẹ! Báo hiếu! Báo hiếu! Báo hiếu! Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Mau về đập heo, tới đây mua hàng nhanh thôi! Sao mà lại có chuyện như thế được? Tôi nói thiệt chị, tôi không có biết nữa. Nhưng mà vấn đề bây giờ là có quá nhiều đơn tố cáo con của chị gửi lên cho tụi tôi. Má ơi, chú con mới đi làm về. Chú ơi, con có cái chuyện này muốn kể cho chú nghe, vui lắm luôn đó chú. Chú không muốn nghe con kể nữa. Thôi, con phải kể ngay bây giờ. Bây giờ chú muốn hỏi con nè, tại sao vậy? Con có biết là bây giờ có rất nhiều đơn tố cáo con lừa đảo tiền của bạn bè gửi lên cho chú. À, đó là kinh doanh đó chú. Sau này khi con trở thành ngôi sao kinh doanh hàng đầu của Việt Nam, lúc đó chú sẽ rất là tự hào về con. Cả má con cũng vậy. Sau đó con có thật là nhiều tiền, con nuôi má này. Nếu như chú lấy má của con thì con cũng sẽ nuôi cả chú nữa. Rồi cái tiền đó đâu? Con gửi cho giám đốc của con rồi. Ngày mai khi mà giám đốc của con á thống kê được doanh số bán hàng của con sẽ gửi lại tiền lời cho con được nhiều lắm luôn đó chú. Trời đất ơi, rồi bây giờ con liên lạc với giám đốc của con sao? Là con gọi điện thoại. Bây giờ con gọi liền đi. Ô, thế bán xong lại phải nộp tiền cho người ta à? Dạ đúng, phải như thế chứ má. Kinh doanh. Ê, sao không liên lạc được chú? Trời đất ơi, không liên lạc được mà rất bình tĩnh như vậy hả? Ôi trời ơi, thơ ơi là thơ, toàn ăn với báo thôi. Thế là con bị lừa chú. Con ơi là con, báo ơi là báo. Chú lấp.